Tôi Bùi Văn Bằng năm nay 72 tuổi, đã và đang dùng dược thảo, xin được chia sẻ. Tại sao dùng dược thảo? Quý vị muốn tìm hiểu, muốn được tư vấn xin liên hệ với Tiến ở số điện thoại 435-363-1884, sẽ được giúp đỡ và hướng dẫn tỉ mỉ. Dược thảo là một phương thuốc phòng trị bệnh tự nhiên mà không mang đến phản ứng phụ. Từ nhiều ngàn năm qua, dược thảo luôn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người, đã được các lương y và đông y sĩ sử dụng trong những bài thuốc gia truyền. Ngày nay, dược thảo đang được mọi người sử dụng rộng rãi mọi nơi. Thuốc tây thường gây ra phản ứng phụ và nhiều bệnh khác. Thuốc tây được chế biến từ hóa chất. Dược thảo được chế biến từ cây cỏ thiên nhiên, vì vậy mau chóng trở nên phương tiện trị liệu ưa thích của mọi người. Dược thảo có tác dụng từ từ nhẹ nhàng, do đó rất tốt trong việc phòng trị bệnh lâu dài. Dược thảo không gây nghiện. Từ những căn bệnh thông thường như cảm sốt, bệnh đường ruột, viêm khớp đến những căn bệnh nan y như đau nhức kinh niên, bệnh tiểu đường, cao máu, mỡ trong máu, dị ứng theo mùa, dị ứng kinh niên, bệnh yếu sinh lý, như một khách hàng đã nói lên khi dùng thuốc dược thảo trị liệu bệnh yếu sinh lý. Định mấy bữa tôi còn thấy trước khi mà chú Định nói, chú Định nói là chú Định bị đủ thứ bị sinh lý, chú Định bữa nay còn giới thiệu với chú Định hai cái lọ thần thánh đó, chú Định uống vô, chú Định thấy sao chú Định? Sau một thời gian đó mình uống á thì rất là tốt, mọi cái nó thay đổi là như ngày là còn ba mươi mấy tuổi là cái sinh lý và cái sức khỏe của mình nó rất là thay đổi rất là nhiều, rất là tốt. Cái vấn đề sinh lý mình nghĩ là cái tuổi này coi như là hết rồi, không còn gì nữa là sống tàn tàn chờ qua đời thôi, chứ còn không còn cái chuyện ham muốn về sinh lý nữa. Nhưng mà qua cái sản phẩm mà tụi em giới thiệu á, thì cái hai cái Venix và cái Potate này á, nó giúp cho cái gen và cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh và vấn đề sinh lý nó rất là sung. Wow. Chúng tôi cũng xin nhắc rằng khi mua dược thảo, quý vị nên cẩn thận vì tiêu chuẩn bào chế của mỗi nhà sản xuất đều khác nhau và cũng không nên quá tin tưởng ở lời quảng cáo giới thiệu của nhà sản xuất, nhưng nên tìm hiểu về đặc tính trị liệu của loại dược thảo. Hãy để công ty uy tín trách nhiệm và tư vấn cho quý vị qua dược thảo Tiến Health khóa. Mọi thắc mắc xin gửi về 755 West Center, Rovota 841211 hoặc điện thoại 435-220-5054 hoặc 435-363-1884. Trân trọng kính chào quý vị.